Ok, nhưng mà quan sát là hoa hồng UFRED tháng 8 của Giang từ sàn Mimix ấy là 7.557 đô này, cộng với là bonus tháng 8 này là 4.023 đô nha. Tổng này 7.557 đô này cộng với 4.023 đô này. Tổng thu nhập thụ động tháng 8 từ UFRED sàn Mimix của Giang ấy là 11.580 đô nha. Chỉ từ một bộ series video như thế này này. Ok, hello, chào mừng các em đã quay trở lại kênh YouTube Hỏi Mà Giang. Và mình là Giang. Trong video này Giang sẽ chia sẻ cũng như hướng dẫn cho em cách chúng ta kiếm 10.000 đô mỗi tháng thu nhập thụ động từ Affiliate giao dịch Mimix chỉ với một bộ series video như này này. Anh em có thể là truy cập vào đường link là hoangvangiang.com/mimixvideo để có thể là xem full đầy đủ bộ series video này nha. Rồi, đầu tiên thì Giang sẽ sâu bằng chứng thu nhập Giang kiếm 10.000 đô mỗi tháng thụ động từ Affiliate sàn giao dịch Mimix nha. Rồi thì ở giao diện trang chủ Affiliate của sàn Mimix này, anh em sẽ nhấn mục bảng điều khiển cho Giang nha. Nếu em nào giao diện là tiếng Anh ấy, đó như này này, thì em sẽ chọn mục dashboard cho Giang nha. Hoặc là nhấn biểu tượng hình quả cầu ở góc bên phải trên cùng này. Sau đó chọn tiếng Việt Nam để chúng ta có thể là đổi ngôn ngữ sang tiếng Việt nha. Ok, chọn mục bảng điều khiển này, sau đó kéo xuống này, ở mục hoa hồng này, thời gian thống kê là theo tháng này, như tháng 9 vừa qua của Giang ấy, số hồng là 7.017 đô này, đó cộng với bonus này, bonus tháng 9 này là 2.976 này, thì tổng sẽ là 2.976 này, cộng với 7.017 này là 9993 nha. Thì cũng gần 10.000 đô. Còn tháng 8 này thì số hồng là 7.557 đô nha. Cộng với bonus tháng 8 này là 4.023 đô này. 7057 này. 7557. 7557 này cộng với 4023. Tổng là 11.580 đô chỉ riêng thu nhập thụ động tháng 8 của Giang từ Affiliate sàn Mimix nha. Rồi ngoài ra chia sẻ thêm ấy thì ở tháng 9 này có ngày Giang kiếm được lên tới là 1.158 đô này. Đó là ngày 16 tháng 9 này. Hay là tháng 6 này thì Giang cũng có ngày kiếm được lên tới là 1.027 đô nha. Là ngày 30 tháng 6 này. Như Giang chia sẻ đầu video ấy là tất cả thu nhập thụ động của Giang từ Affiliate sàn Mimix chỉ đến từ một bộ series video này nha. Anh em có thể là truy cập vào đường link là hoangvangiang.com/mimixvideo để chúng ta có thể là tham khảo bộ series video của Giang này. Nào là Giang hướng dẫn cho người mới ấy, từ cách chúng ta đăng ký tạo tài khoản này, đó cho đến là cách xác minh danh tính KC ở cả giao diện trên app điện thoại cũng như là trên máy tính nha. Kế tiếp là cách nạp rút tiền này, hay là cách chúng ta mua bán này, giao dịch trên sàn Mimix nhá. Như là copy trade này, tức là sao chép giao dịch này, cũng như là đánh future, tức là chúng ta giao dịch phái sinh, giao dịch hợp đồng tương lai trên sàn Mimix nhá. Và anh em nào là người mới bắt đầu ấy mà chưa có tài khoản sàn Mimix thì em có thể là truy cập vào đường link là hoangvangiang.com/mimix này. Giang xin đọc lại nhá, là hoangvangiang.com/bngx nhá. Sau đó thì em sẽ đăng ký tạo tài khoản bằng email hoặc số điện thoại cho Giang nhá. Đó, và đây anh em cũng lưu ý cho Giang nhé, là mục mã giới thiệu ấy, anh em nào đăng ký qua link của Giang là hoangvangiang.com/mimix thì mặc định sẽ là Giang này. Còn anh em nào chưa nhập ấy thì em sẽ nhập cho Giang là GIANG, tức là Giang đấy, để ủng hộ cho Giang cũng như được nhận quà chào mừng lên tới là 6.000 USD, tương đương với là 6.000 đô la luôn nha. Và sau khi đăng ký tạo tài khoản sàn Mimix thành công rồi thì em có thể là tham gia vào chương trình Affiliate, tức là tiếp thị liên kết của sàn Mimix nha. Để có thể là lấy đường link Affiliate, sau đó anh em đi quảng bá tiếp thị liên kết ấy, thì ở giao diện trang chủ của sàn Mimix này, anh em sẽ nhấn mục biểu tượng hình người ở góc bên phải trên cùng cho ra nha. Sau đó chọn mục mời có thưởng này. Anh em quan sát này, đây chính là đường link Affiliate của Giang này, cũng như là mã giới thiệu này. Anh em có thể là nhấn biểu tượng hai vuông để sao chép này. Sau khi lấy đường link Affiliate sàn Mimix thành công rồi thì em sẽ lấy UID tài khoản Mimix
sau đó nhắn tin cho Giang qua nick Zalo hoặc nick Telegram và gửi UID này cho Giang để Giang có thể là nâng hoa hồng affiliate Summit cho anh em nha. Như vậy là Giang đã chia sẻ cho em cách Giang kiếm 10.000 lô mỗi tháng thu nhập thụ động từ affiliate Summit. Thì nếu em có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay vấn đề nào ấy, nhớ để lại comment bình luận hoặc là nhắn tin trực tiếp cho Giang qua Zalo hoặc nick Telegram để Giang có thể là giải đáp trả lời cho anh em nha. Và video sau ấy thì Giang sẽ hướng dẫn cho em cách chúng ta kiếm 1.000 đô thu nhập thụ động đầu tiên ở trên sàn dịch Binance dành cho người mới bắt đầu nha. Cuối cùng nhớ like, thích, share, chia sẻ video này và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh tút để Giang ra nhiều video hơn nữa nha. Còn bây giờ, hẹn lại các em trong video chia sẻ tiếp theo của Giang.